khu đô thị Sun Riverside View. Phá xem khu đô thị của chúng ta có những gì nào. Vâng, thưa quý vị, khu đô thị của chúng tôi với quy mô rộng hơn 29 hectare, một mặt tiếp giáp với trục đại lộ Nam Sông Mã, một mặt tiếp giáp với dòng sông Đơ uốn lượn bao quanh dự án và một mặt tiếp giáp với cảng hiện hữu. Chính vì vậy, khu đô thị Sun Riverside View đã thừa hưởng một làn không khí trong lành và được cộng hưởng bởi những gió biển của Sầm Sơn ngay kế cạnh thì Sun Riverside Village đã được định vị là một khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái ngay mặt sông và sát biển. Vâng, và với một vị trí thì cũng vô cùng là tiện lợi, chúng ta sẽ giáp trục đường đại lộ Nam Sông Mã, nơi đón toàn bộ lượng du khách du lịch đến với Sầm Sơn và đối diện công viên Sun World, cũng như là một bước chân chúng ta có thể đến khu đô thị vui chơi giải trí Sun Grand Boulevard. Vâng, phân khu Sun Riverside Village của chúng tôi chia làm 3 phân khu: phân khu The Harbor, phân khu Festival Avenue và phân khu The River. Và bây giờ tôi xin mời quý vị cùng tiến những bước chân của mình đến cổng chính của dự án. Và thưa quý vị, đây sẽ chính là, như quý vị đã nhìn thấy, là chúng ta đang đứng ở trước mặt phân khu Festival Avenue, là trung tâm, là trái tim của dự án Sun Riverside Village, bởi vì ở đây có những kiến trúc vô cùng độc đáo đến từ phong cách Art Deco. Vâng, nếu như quý vị là những tín đồ của những người thích mua sắm, thích những không khí lễ hội vui tươi của những lễ hội đường phố, hay quý vị đang tìm kiếm những không gian, những trải nghiệm mới để có thể cùng tụ họp bên gia đình hay bạn bè để thưởng thức những bữa ăn tối tại khu phố Sầm Uất này, thì quý vị đừng bỏ qua và cũng đừng bỏ qua trải nghiệm tại khu phố Festival Avenue. Bởi vì ở đây không chỉ nổi tiếng với một phong cách kiến trúc vô cùng độc đáo, mà ở đây chúng ta còn có rất nhiều những cảnh quan tiện ích mang hơi thở của phong cách Miami. Vâng, chúng ta đang bước chân trên tuyến trục trung tâm của phân khu Festival Avenue. Vâng, với một chiều rộng là 10,5 m, kết nối xuyên tâm qua trục đại lộ 2,6 km tại Sun Grand Boulevard. Nơi đây rõ ràng đã là một hình thành một khu đô thị cũng như là một quần thể vui chơi vô cùng tấp nập. Và ngay tại bước chân của chúng ta, chắc quý vị sẽ rất bất ngờ khi được nhìn thấy những biểu tượng vô cùng bắt mắt, và nó đã hình thành một cái sự rất là hưng phấn cho cái giác quan của mình. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là biểu tượng ngay tại cổng chính của chúng ta. Biểu tượng ngay cổng chính của chúng ta, như màn hình mà tôi đã chia sẻ với quý vị, đó là hình ảnh của đài phun nước hóa băng. Và chúng tôi mong muốn dùng cái hình ảnh nước để mô tả những cái sự trù phú cũng như là một sức sống mãnh liệt cho khu đô thị này. Và chúng ta tiến sát lên phía trung tâm, đến ngay ngã tư lớn để giao với các công viên nội khu, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một biểu tượng thứ hai, đó là la bàn Art Deco. Vật này sẽ được để trang trí cũng như là để cho du khách khi trải nghiệm tại đây sẽ có những cái định hướng trong khi mà mình dạo bước. Và một biểu tượng thứ ba mà không thể không nhắc đến, đó chính là sàn diễn Art Deco. Lấy ý tưởng từ điệu nhạc jazz và vũ điệu swing vô cùng sôi động, nơi đây sẽ là định vị là những quảng trường nhỏ, là nơi để dẫn những lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, cũng như là nơi để các nghệ sĩ đường phố được biểu diễn những nghệ thuật của mình. Vâng, và trên tuyến đường của chúng ta đi thì chắc chắn quý vị sẽ rất là vui mắt, bởi vì là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những họa tiết đan xen trên tuyến đại lộ trung tâm này. Vâng, chúng tôi vẫn thường gọi những cái vạch kẻ đường sang đường, đó chính là những bước chân vui vẻ với những hình học, với những hình khối mang hình dọc, với lại đan xen với rất nhiều những màu sắc, họa tiết bắt mắt, thì ở đây sẽ khiến bước chân của du khách khi đến đây trải nghiệm sẽ vô cùng tươi vui cũng như là hào hứng được khám phá. Vâng, và ở đây chúng ta có 17 block mẫu nhà mang màu sắc và phong cách kiến trúc vô cùng độc đáo. Mỗi một block nhà chúng ta ngoài tiếp giáp những trục đường lớn thì chúng ta còn có những cái khe thoáng nhỏ cũng như là những dải cây xanh, và vô tình đã tạo nên những con ngõ để gia tăng cái giá trị cho những dòng shop house tại khu Festival Avenue này. Vâng, với Festival Avenue thì chắc chắn sẽ là trung tâm mua sắm và giải trí của toàn bộ khu đô thị. Nơi đây, những dòng shop house sẽ được gia tăng giá trị kinh doanh của mình nhờ bằng những nội lực sẵn có. Nội lực từ vị trí trung tâm, nội lực từ phong cách kiến trúc và nội lực từ quy hoạch định hướng của Sun Group. Vâng, và chắc chắn Festival Avenue sẽ không chỉ
là trái tim của dự án Sun Riverside Village, mà nó sẽ là một điểm phải đến của bất cứ du khách khi đến Sầm Sơn, đến đây để trải nghiệm, để check-in, để mua sắm. Vâng, thưa quý vị, lấy Festival Avenue là trung tâm thì chúng tôi muốn hướng quý vị hướng quý vị về phía bên tay trái của chúng ta, đó chính là phân khu The River. Vâng, lấy ý tưởng công viên được thiết kế theo phong cách nghệ thuật Art Deco. Vâng, quý vị đã nhìn thấy trên màn hình mà tôi đang chia sẻ với rất nhiều những màu sắc đan xen. Và nơi đây chúng tôi có rất nhiều những tiện ích và tôi rất muốn được chia sẻ với quý vị thật nhiều. Nhưng thời gian có hạn thì chúng tôi chỉ có thể nói một vài những điểm chính thôi. Đó chính là phong cách, đây là sân chơi trẻ em đa sắc màu. Chúng ta có quảng trường lá dừa, chúng ta có sân tập thể thao, chúng ta có đường dạo bộ. Vâng. Và ở đây nếu như phân khu The River, chúng ta hướng tới nghệ thuật Art Deco để mong muốn mang lại một cuộc sống vô cùng nhiều sắc màu, hiện đại và tiện nghi, thì xin mời quý vị cùng hướng sang bên tay trái của chúng tôi, bên tay phải của chúng tôi ạ, vâng xin lỗi, đó là phân khu The Harbour. Vâng, và nếu như phân khu The Harbour của chúng ta sẽ lấy ý tưởng từ văn hóa kịch và nghệ thuật điện ảnh của phong cách Miami. Vâng, ở đây chúng tôi muốn hướng khách hàng đến những hoạt động ngoài trời, vâng, những giao lưu của cộng đồng, bởi vì ở đây chúng tôi cung cấp đầy đủ những tiện ích để đảm bảo một khu đô thị sống, quý vị có thể đầy đủ những tiện ích cũng như là những dịch vụ ngập tràn. Bởi vì ở đây chúng tôi sẽ có bể bơi 4 mùa, chúng tôi sẽ có trường học, chúng tôi sẽ có những công viên thể thao, chúng tôi có sân tennis và rất là nhiều những tiện ích, ví dụ như là quảng trường ánh sáng hay là chúng ta có những chòi nghỉ. Vâng. Và thưa quý vị, nếu như đến với phân khu The Harbour, chúng ta có thể nói một điểm nhấn mà không đâu có, đó chính là trục đường lễ hội, trục đường nghệ thuật tại mà mang một hướng nghệ thuật phong cách Miami. Đó là tại khu đường này chúng tôi sẽ có những bức tường vô cùng nhiều màu sắc được trang trí cho những bức tranh đường phố của phong cách Miami. Và chắc chắn đến đây quý khách sẽ được tận hưởng ngoài phong cách Miami mà tận hưởng được cả một phong cách sống kiểu Mỹ không đâu có ngoài dự án Sun Riverside Village. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trục đường trung tâm của Festival Avenue và tiến sát đến mặt sông Đơ, thì trước mặt chúng ta đó chính là cây cầu Thiên Đường. Lấy ý tưởng từ 4 vị thần bất tử nên chúng tôi mong muốn mang đến một cuộc sống sung túc, ấm no và đủ đầy đối với tất cả các quý cư dân tại khu đô thị này. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng lên cầu để phóng tầm mắt ra xung quanh cũng như là nhìn về phía công viên trung tâm của khu đô thị Sun Riverside Village. Vâng, trước mặt chúng ta sẽ là công viên trung tâm của khu đô thị Sun Riverside Village với quy mô là hơn 2,5 hectare và lấy ý tưởng từ những con sóng xô bờ. Nơi đây chúng tôi tạo ra được những nét uyển chuyển, mềm mại cũng như là có một cái sự đan xen đã tạo nên những cái cảnh quan thiên nhiên vô cùng là hài hòa. Và phân khu của chúng tôi sẽ được chia làm hai phân khu nhỏ. Vâng, thưa quý vị, phân khu đầu tiên sẽ hướng tới khách hàng có những hoạt động sôi nổi ngoài trời, đến những gặp gỡ bạn bè, giao lưu và khám phá. Và đây được coi là một điểm hấp của dự án. Bởi vì ở đây chúng tôi có cây cầu Nhật Thực, chúng tôi có bãi biển nhân tạo, chúng tôi có sân chơi thể thao cát. Vâng, chúng tôi có chòi ngắm cảnh, chúng tôi có những nhà hàng trên sông để đảm bảo rằng quý cư dân ở đây khi đến đây để giao lưu, để vui chơi, chúng ta có đầy đủ những tiện ích ngập tràn. Vâng, nếu như phân khu 1 của chúng ta với một điểm định vị là một điểm hấp của dự án, thì phân khu thứ 2 của chúng tôi lại thiên hướng về những cái chất lượng sống, về chiều sâu của cảm xúc, về một cái chất lượng nghỉ dưỡng không đâu có. Vâng, thưa quý vị, ở đây chúng tôi thiết kế rất là nhiều những bãi cỏ lớn để quý vị cùng gia đình có thể, mình có thể cắm trại, mình có thể nướng BBQ hay là mình có thể ngồi thiền đọc sách. Và chúng tôi có những chòi ngắm cảnh trên sông để quý vị có thể buông cần thả câu hay là cùng gia đình để thưởng những ly cà phê, những tách trà chiều và được hưởng thụ những không khí vô cùng trong lành ở tại phân khu này. Và ngoài ra thì chúng tôi có rất nhiều những cái tiện ích khác như là sân chơi trẻ em hay là sân tập gym. Vâng. Thưa quý vị hãy tưởng tượng
tượng mỗi khi chiều tà hay là mới sớm mai thức dậy. Chúng ta được dạo bước trên khu đô thị, được tập thể dục, được ngồi thiền, được lắng nghe những dư âm của khu đô thị, những tiếng chim hót. Thật sự đối với tôi đó chính là một không gian vô cùng tuyệt vời. Và hơn cả một khu đô thị để sống, chúng tôi cung cấp đầy đủ những tiện ích để đảm bảo rằng cái cuộc sống ở đây đạt được cái chất lượng nghỉ dưỡng cao cấp nhất. Nếu như quý vị tìm kiếm một không gian đầy đủ tiện ích, ánh nắng ngập tràn và không gian xanh mướt để con mình có thể được thỏa sức vui đùa, thỏa sức khám phá thiên nhiên, để mẹ cha chúng ta có thể nghỉ dưỡng để chăm sóc sức khỏe, để bản thân những người trẻ như chúng ta được nghỉ dưỡng qua những cái ngày mà làm việc căng thẳng mệt mỏi, thì tôi nghĩ rằng không đâu có ngoài Sun Riverside Village.